Bản tin trưa nay gồm những sự kiện sau. Chỉ huy lữ đoàn tấn công đường không Nga thiệt mạng. Ba Lan cấm phương tiện đăng ký ở Nga nhập cảnh. Lãnh đạo Chechnya đăng video giữa tin đồn tử vong. Thổ Nhĩ Kỳ có thể chia tay Liên minh châu Âu. Đại sứ Hoa Kỳ đối đầu trực tiếp với ông Tập Cận Bình. Mali, Niger và Burkina Faso thành lập liên minh. Trung Quốc thắt chặt kiểm soát Internet. Thành phố ngầm 18 tầng có thể chứa 20.000 người. Tất cả đều có trong bản tin trưa này. Kính chào quý vị đến với bản tin trưa của kênh 60 giây tinh hoa thứ hai ngày 18 tháng 9. Y Ngọc kính chúc quý vị có một ngày đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc. Ngay sau đây là những diễn biến thời sự trong 24 giờ qua. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, vào ngày hôm qua, truyền thông Hoa Kỳ cho biết nhóm 4 dân biểu nổi tiếng của nước này mới đây đã gửi thư tới Tổng thống Joe Biden, yêu cầu chính phủ đồng ý cung cấp hỏa tiễn tầm xa ATACMS tới Ukraine ngay lập tức. Bốn dân biểu này đó là Tom Cotton, Susan M. Collins, Lindsay O'Graham, Roger F. Wicker. Theo họ, Ukraine cần hỏa tiễn tầm xa để chặt đứt và làm gián đoạn hoàn toàn tuyến hậu cần của Nga. Ngoài ra, Ukraine cũng cần phá hủy những căn cứ quân sự mà Nga dùng để pháo kích vào lãnh thổ Ukraine. Các dân biểu này cho rằng, Ukraine cần phải giành được lợi thế chiến trường một cách rõ rệt trước khi mùa đông tới. Thời gian cấp bách, quân đội Ukraine chỉ còn khoảng sắp xỉ là 30 ngày nữa để hành động. Anh và Pháp đã chứng minh điều đó là đúng đắn, và bây giờ tới lượt chính phủ Hoa Kỳ. Cũng có rất nhiều nguồn tin cho rằng hỏa tiễn tầm xa ATACMS đã tới chiến trường Ukraine từ vài tuần trước. Tuy nhiên, phía quân đội Ukraine vẫn chưa được phép sử dụng. Điều này đã khiến cho các dân biểu Hoa Kỳ đã gửi thư cảnh báo phải gửi ATACMS tới Ukraine ngay lập tức và không có bất kỳ sự trì hoãn nào nữa. Trong khi đó, trên thực địa tiền tuyến sau khi mất Robotine, các lực lượng lính dù nga đã nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình và gửi lượng lớn lực lượng dự bị đến khu vực. Những đơn vị lính dù này nhằm mục đích ngăn chặn các cuộc tấn công lớn sâu và phát triển trên diện rộng của xung kích Ukraine xuyên vào tiếng phòng thủ Surovikin ở phía nam. Ukraine đã cố gắng xuyên phá và nới rộng diện tích chiếm được trên mặt trận với các bộ phận của lữ đoàn 46, 47 và 82. Cho đến ngày hôm qua, Ukraine công bố chính thức đã chiếm được cao điểm Klitschivka. Điều này đã khiến cho tình hình mặt trận Nga càng thêm bị hỏng. Thông tin này đã được Tổng thống Zelensky xác nhận. Như vậy, chiến trường Bakhmut của Nga bắt đầu có dấu hiệu sụp đổ hàng loạt khi Nga mất tiếp một ngôi làng cao điểm quan trọng. Đồng thời, chỉ huy lữ đoàn tấn công đường không Ulyanovsk số 31 của quân đội Nga, đó là đại tá Andrei Kondraskin, cũng đã tử trận. Trong khi đó, chỉ vài ngày trước khi huy trung đoàn bộ binh dù 247, Đại tá Vasily Bobov cũng đã thiệt mạng tại mặt trận tiền vương sau một đợt về Bắc và truy quét của binh sĩ xung kích Ukraine. Có 3 điểm chiến lược chính trong khu vực. Một đó là cao điểm Klitschivka mà Ukraine đã kiểm soát. Tiếp theo là ngôi làng Andriivka đã rơi vào tay Ukraine tuần trước. Điều thuận lợi này sẽ khiến cho người Ukraine tiếp tục tấn công vào các vị trí kiên cố dọc theo tuyến đường sắt và sau đó họ sẽ tiến tiếp tục tới cao điểm thứ ba gần Kurtryomivka. Trước tình hình nguy cấp của quân đội Nga tại Ukraine, các trang blogger quân sự của Nga đồng loạt đăng tải thông tin cho biết tập đoàn Wagner đang gửi lực lượng trở lại tiền tuyến ở Ukraine. Theo các báo cáo chưa được xác nhận các chiến binh Wagner đang quay trở lại khu vực diễn ra chiến sự trên một trong những khu vực khó khăn của mặt trận. Tại các khu vực mặt trận khác, truyền thông Nga cũng liên tục cập nhật thông tin cho biết, hiện nay các phương tiện lưu thông trên cây cầu Crimean tạm thời bị phong tỏa. Blogger quân sự Nga Riba cho biết, cuộc đổ bộ của quân đội Ukraine ở Crimea, trong khi Ukraine cũng đã tổ chức một cuộc tấn công thăm dò vào mũi Fiolent, trên khu vực Sevastopol do Nga chiếm đóng tối qua. Trong khi đó, ở phía sau chiến tuyến Shorovikin, cơ quan tình báo quốc phòng Anh đưa tin Tokmak đã trở thành tuyến phòng thủ quan trọng thứ hai khi các lực lượng Nga đã tăng cường phòng thủ xung quanh thị trấn này, cách chiến tuyến hiện tại khoảng 16 km. Nga có thể sẽ triển khai thêm các trạm kiểm soát, hệ thống phòng thủ chống tăng kiểu nhiếm và đào chiến hào mới trong khu vực do Tập đoàn Quân Vũ Trang Hỗn Hợp số 58 của nước này nắm giữ. Những cải thiện về khả năng phòng thủ của thị trấn có thể cho thấy mối lo ngại ngày càng tăng của Nga về việc Ukraine đột nhập chiến thuật vào tuyến phòng thủ chính đầu tiên ở phía Bắc. Người đứng đầu Ủy ban quân sự NATO, Đô đốc Rob Power cho biết, quân đội Ukraine đã thay đổi bản chất của chiến tranh hiện đại và lực lượng vũ trang Ukraine đang từng ngày tiến gần đến chiến thắng trước quân chiếm đóng của Nga. Theo ông, Liên minh Bắc Đại Tây Dương sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong chiến tranh và trong nhiều năm sau khi Nga chấm dứt hành động xâm lược. Ông Bauer nói thêm rằng, Ukraine đã biến đổi cuộc chiến tranh hiện đại và sẽ được nhắc đến trong sách lịch sử. Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO đã tuyên bố về điều này trong lễ khai mạc hội nghị thường niên của NATO ở cấp tham mưu trưởng các nước liên minh, theo tờ báo UK Inform đưa tin. Ông lưu ý rằng một trận chiến như vậy vẫn chưa được đưa vào lĩnh vực học thuyết. Họ đang chiến đấu trong một cuộc chiến có quy mô chưa từng có, trong một lĩnh vực học thuyết chưa được khám phá. Sách lịch sử sẽ cho biết Ukraine đã biến đổi cuộc chiến tranh hiện đại như thế nào. Họ tiến về phía trước mỗi ngày và mỗi thành công là một bước tiến tới chiến thắng, đôi đốc Bauer tuyên bố. Thưa quý vị, ngày 17 tháng 9 năm 1939, cách đây đúng 84 năm, Hồng quân Liên Xô là quân đội cấu kết với phát xít Đức theo một thỏa thuận đậm máu gây ra chiến tranh thế giới lần thứ hai. Chỉ đôi đất nước Ba Lan để cùng chiếm đóng bất hợp pháp trong một cuộc xâm lược bị ghi nhận là khủng bố đỏ. Sau khi Hitler tấn công Ba Lan từ hướng Tây và phía Bắc khoảng 800.000 quân Liên Xô đã tấn công Ba Lan từ hướng Đông. Lịch sử hiện đại nước Nga luôn phủ nhận điều này. Nhưng thực ra, chế độ Xô Viết đã khơi mào Thế chiến II cùng với nhà nước khủng bố phát xít Đức của tội phạm chiến tranh Hitler. Ngày 28 tháng 9 năm 1939, tại Moscow, Hiệp ước về biên giới và hữu nghị giữa nhà nước tội phạm phát xít Đức và chế độ Cộng sản Liên Xô của nhà độc tài Stalin đã được ký kết, còn gọi là Hiệp ước Ribbentrop. Molotov. Bằng cách này, Liên Xô và Đức Quốc xã đã phân chia lãnh thổ Ba Lan làm hai, giả tâm xóa sổ nước này khỏi bản đồ thế giới, trực tiếp bắt đầu cuộc chiến tranh thế giới thứ hai. Cũng trong ngày 17 tháng 9 hôm qua, Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Mariusz Kaminski xác nhận nước này sẽ cấm tất cả phương tiện chở khách đăng ký ở Nga nhập cảnh từ ngày 17 tháng 9. Quyết định tương tự cũng được thực hiện tại các nước Baltic và Phần Lan ảnh hưởng với lệnh cấm của EU, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova cho biết, đây không phải là chính sách trừng phạt, đây đúng là phân biệt chủng tộc. Thưa quý vị, trước thông tin ông Kadyrov đã rơi vào hôn mê, thậm chí một số nguồn tin từ các blogger Chechnya cho biết tính mạng của ông Kadyrov có thể đã gặp nguy hiểm. Trước đó, cơ quan báo chí của ông đã cố gắng che đậy giới truyền thông bằng những video về buổi chạy bộ buổi sáng của ông ấy. Ngày 17 tháng 9, ông đăng hai video lên mạng xã hội Telegram có thể nhằm bác bỏ tin đồn này. Trong video đầu tiên, ông Kadyrov mặc áo mưa đi dạo trên một con đường trải nhựa ở địa điểm không xác định. Ông mỉm cười trước máy quay, nhưng mặt ông có vẻ như là bị phụ. Trong video thứ hai, ông ban đầu nói tiếng Czechia, nhưng sau đó chuyển sang tiếng Nga, kêu gọi mọi người tập luyện thể thao. Tôi đặc biệt khuyên những ai không thể phân biệt được sự thật với những lời dối trá trên mạng hãy đi dạo, hít thở không khí trong lành và chỉnh đốn lại suy nghĩ của mình. Không rõ thời điểm quay các video trên, nhưng loạt video này được công bố sau khi xuất hiện một số thông tin rằng các bác sĩ chuyên gia thận ở Moscow đang tới Grozny, thủ phủ Cộng hòa Chechnya để điều trị cho ông Kadyrov. Các báo cáo mới nhất hôm nay từ trang Visegrad 24 và nguồn tin Dark Bladet của Na Uy cho biết, ông Kadyrov đã chết. Sau khi công bố một loạt ảnh xe hơi mang biển số Chechnya đến Bệnh viện Lâm sàng Trung ương của Điện Kremlin ở Moscow, trước đây là bệnh viện điều trị cho ông Kadyrov. Thưa quý vị, Tổng thống Tayyip Erdogan ám chỉ rằng Thổ Nhĩ Kỳ có thể từ bỏ nỗ lực trở thành thành viên EU và cho biết Liên minh châu Âu đang cố gắng tách khỏi đất nước của ông. Liên minh châu Âu đang cố xa cách Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan phát biểu tại Istanbul vào ngày 16 tháng 9. Chúng tôi sẽ đánh giá về các diễn biến này, và nếu cần, chúng tôi có thể đường ai nấy đi với EU. Ông Erdogan bình luận sau khi nghị viện châu Âu hôm 13 tháng 9 thông qua một báo cáo liên quan việc Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập EU. Theo báo cáo, quy trình kết nạp Thổ Nhĩ Kỳ không thể được nối lại, trong bối cảnh hiện tại và EU cần nghiên cứu một khuôn khổ song song thực tế cho quan hệ Brussels-Ankara. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ trước đó cho rằng báo cáo của EP chứa những cáo buộc vô căn cứ và định kiến áp dụng cách tiếp cận nông cạn và thiển cận với quan hệ giữa hai bên. Thổ Nhĩ Kỳ nộp đơn xin gia nhập EU lần đầu tiên năm 1987. Quá trình đàm phán về tư cách thành viên của Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu năm 2005, khi ông Erdogan còn là thủ tướng nhưng đạt ít tiến triển. Quá trình đàm phán đóng bằng sau đó, quan hệ giữa hai bên dần xấu đi, đặc biệt là từ cuộc đảo chính bất thành của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ năm 2016. Quan hệ ankara brussels cần cải thiện khi EU dựa nhiều hơn vào Thổ Nhĩ Kỳ để ứng phó cuộc khủng hoảng nhập cư. Ngay sau đây, xin mời quý vị tiếp tục theo dõi các bản tin khác từ biên tập viên Phạm Dương của chúng tôi. Thưa quý vị, ông Ram Emanuel, Đại sứ Hoa Kỳ tại Nhật Bản từng phục vụ ba đời tổng thống của đảng dân chủ đã viết trên nền tảng truyền thông xã hội X những vụ mất tích gần đây của các quan chức hàng đầu Trung Quốc giống với cuốn tiểu thuyết tội phạm bán chạy nhất của Agatha Christie kể về cái chết bí ẩn của những vị khách tại một biệt thự tại Anh. Đầu tiên bộ trưởng ngoại giao Tần Cương mất tích, sau đó các chỉ huy lực lượng của Hòa Tiễn mất tích và bây giờ bộ trưởng quốc phòng lý thượng phúc đã hai tuần không xuất hiện trước công chúng immanuel đã viết sự biến mất nhanh chóng của hai bộ trưởng cao cấp đã đặt ra câu hỏi về khả năng điều hành của nhà lãnh đạo tập cận bình người đã khiến hệ thống chính trị của trung quốc càng thêm mờ ám khi tập trung quyền lực và thi hành kỷ luật đảng nghiêm khắc bộ trưởng ngoại giao và bộ trưởng quốc phòng đều là những người đối ngoại bên ngoài với cộng đồng quốc tế họ lại bị xóa sổ mà không có bất kỳ lời giải thích hay cân nhắc nào đối với nhận thức toàn cầu. Ông Drew Thompson, nhà nghiên cứu cấp cao tại trường chính sách công Lee Kuan Yew thuộc Đại học Quốc gia Singapore, nói với CNN vào hôm thứ Sáu. Điều này gây ra cuộc khủng hoảng niềm tin ở Trung Quốc. Nó nhấn mạnh sự thiếu minh bạch và bản chất hoàn toàn không rõ ràng trong việc ra quyết định ở chính quyền cao cấp của Trung Quốc. Thưa quý vị, Mali, Niger và Burkina Faso đã ký một hiệp ước an ninh vào hôm thứ bảy ngày 16 tháng 9, hứa hẹn sẽ hỗ trợ lẫn nhau trong trường hợp có bất kỳ cuộc nổi dậy hoặc xâm lược nào từ bên ngoài. Ba quốc gia này đang nỗ lực ngăn chặn quân nổi dậy hồi giáo có liên hệ với Al-Qaeda và nhà nước hồi giáo IS. Đồng thời mối quan hệ của họ với các nước láng giềng và đối tác quốc tế cũng đã trở nên căng thẳng vì các cuộc đảo chính quân sự trong những năm qua. Mali burkina faso cũng đã cam kết sẽ hỗ trợ niger nếu như nước này bị tấn công theo điều lệ của hiệp ước được gọi là liên minh của các quốc gia sahel bất kỳ cuộc tấn công nào vào chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của một hoặc nhiều bên ký kết sẽ bị coi là hành động xâm lược nhằm vào các bên khác tổng thống emmanuel macron vào hôm thứ sáu cho biết đặc phái viên của Pháp tại Niger, đang sống như một con tin trong Đại sứ quán Pháp và cáo buộc các nhà cầm quyền quân sự đã ngăn chặn việc giao thực phẩm cho nhân viên của Đại sứ quán. Đại sứ đang sống nhờ khẩu phần quân sự. Pháp đang giữ khoảng 1.500 binh sĩ tại Niger và hồi đầu tháng này cho biết bất kỳ việc tái triển khai nào chỉ có thể được đàm phán với Tổng thống Bazoum. Thưa quý vị, Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp tục thắt chặt kiểm soát Internet. Một quán ăn vặt cũng bị phạt vì cung cấp Wi-Fi cho khách hàng mà không thực hiện cái gọi là đăng ký tên thật. Theo truyền thông của địa phương, cửa hàng này cung cấp Wi-Fi mở, tức là chỉ cần nhập mật khẩu để đăng nhập sử dụng mà không xác thực hồ sơ tên thật của người dùng. Do đó, cảnh sát địa phương đã xử phạt hành chính đối với cửa hàng này theo luật an ninh mạng. Truyền thông của Hồng Kông cũng chỉ ra, gần đây trung quốc đã xử phạt hành chính một số quy mô nhỏ khác vì không tuân thủ các yêu cầu an ninh mạng của chính quyền sáu năm sau khi luật an ninh mạng được thực thi chính quyền bắt đầu phạt các cửa hàng nhỏ động thái này được cho là nhằm tăng cường giám sát internet tuy nhiên một số người cho rằng đây có thể là một cách mới để chính quyền địa phương kiếm thu nhập từ tiền phạt Cuộc khủng hoảng tài chính địa phương tại Trung Quốc ngày càng nghiêm trọng, giới chức nhiều nơi đã nghĩ ra đủ loại thủ đoạn kỳ lạ để phạt tiền nhằm bổ sung tài chính cho địa phương của mình. Thưa quý vị, Nằm ở độ sâu hơn 85 mét bên dưới mặt đất và bao gồm 18 tầng, Kyu là thành phố ngầm lớn nhất thế giới từng được phát hiện. Bên dưới những con đường lát sỏi, ở thành phố Derinkuyu là mạng lưới đường hầm và phòng ở cổ đại có thể làm nơi trú ẩn cho 20.000 người. Tổ hợp Mê cung bên dưới Derinkuyu là một trong hàng loạt thành phố dưới lòng đất quanh tỉnh Neshehir thuộc miền Trung của Thổ Nhĩ Kỳ, được xếp hạng di sản thế giới của UNESCO. Một quần thể tương tự cũng đã được phát hiện ở gần Cappadocia, cách đó 30 km về phía bắc thành phố ngầm Derenkyu được tái phát hiện vào năm 1963 khi một người đàn ông địa phương liên tục mất gà nuôi. Sau khi nhận thấy đàn gà rơi xuống một khe nứt trong quá trình sửa nhà, người chủ đã tìm thấy lối đi tối om dẫn tới quần thể này. Có hàng trăm ngôi nhà trong khu vực cũng có lối ẩn dẫn vào khu đô thị dưới lòng đất như vậy. Xen kẽ giữa những ngóc ngách của quần thể là phòng ở từng được dùng làm nơi hội họp, chuồng chứa gia súc, bếp, nhà kho và nhà tù nhỏ. Công trình thậm chí có hệ thống thông khí hiệu quả, cho phép không khí trong lành tuần hoàn sâu vào trong cấu trúc mê cung. Trong suốt lịch sử lâu dài, thành phố ngầm Derenkyu chủ yếu đóng vai trò là nơi trú ẩn trong chiến tranh hoặc thời kỳ khó khăn. Niên đại của thành phố vẫn gây tranh cãi trong giới học giả, nhưng một số đã ước tính rằng công trình ra đời cách đây 2.800 năm. Nhiều khả năng, đường hầm dưới lòng đất được sử dụng bởi người dân ở đế quốc Achaemenid do Cyrus Đại Đế thành lập vào năm 550 trước công nguyên. Sau đó, thành phố ngầm tiếp tục được dùng như nơi chạy trốn bởi người Ả Rập trong chiến tranh Ả Rập và Đông La Mã giữa những năm 780 đến năm 1180. Cảm ơn biên tập viên Phạm Dương. Kính thưa quý vị, bản tin trưa nay đến đây đã kết thúc. Rất cảm ơn quý vị đã lắng nghe một lần nữa y ngọc xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tối nay